Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu triển khai những hoạt động kiểm tra chung. Đây là kiểm tra việc đánh bắt cá trên vùng phân định, vùng đánh bắt cá chung của hai nước trên Vịnh Bắc Bộ. Trong 4 ngày diễn ra hoạt động này, thì việc chấp hành pháp luật trên biển của ngư dân hai nước sẽ được Cảnh sát biển giám sát, đối chiếu theo các quy định của Hiệp định nghề cá giữa hai bên. 9 điểm trong vùng đánh cá chung theo đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ với chiều dài trên 200 hải lý sẽ được 4 tàu cảnh sát biển hai nước hành quân kiểm tra từ hôm nay đến thứ Sáu. Đây là cuộc kiểm tra chung lần thứ 13 được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thực hiện kể từ khi Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ được chính phủ hai nước ký năm 2000. Qua quá trình kiểm tra, tuần tra và cũng qua quá trình mà chính quyền địa phương cũng như các lực lượng tuyên truyền thì cái việc hành xử, mình gọi là hành xử, việc tuần tra để kiểm soát ở trên biển thì đã được thay đổi hết sức cơ bản, đặc biệt những năm sát năm gần đây là không có cái hiện tượng mà các tàu tuần tra kiểm soát của lực lượng chấp pháp hai nước mà đã sử dụng các cái biện pháp bắt giữ đưa vào bờ xử lý cũng như là đánh đập hoặc dùng vũ khí để gây thương tích cho ngư dân ở trên biển. Trong ngày đầu tiên của chuyến kiểm tra chung, cảnh sát biển hai nước thống nhất kiểm tra các tàu cá trong vùng đánh bắt cá chung theo cách thức tàu cá của nước nào thì cảnh sát biển nước đó kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trước sự giám sát của cảnh sát biển phía bên kia. Đề nghị phía ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong việc khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn và chấp hành các quy định của pháp luật khi mình tham gia vào khai thác thủy sản trên vùng biển. Lực lượng cảnh sát biển thì luôn khuyến cáo bà con ngư dân khi hoạt động khai thác ở vùng đánh cá chung thì phải có giấy phép do cơ quan chức năng hai nước cấp. Bên cạnh đó là phải tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, đảm bảo khai thác nguồn lợi thủy hải sản bền vững. Tôn trọng và thực thi tốt những quy định này cũng chính là góp phần vào nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa ngư dân, nhân dân hai nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra chung liên hiệp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc.